Đấy nha, bây giờ chúng ta nói về xuất tài liệu nha. Chẳng hạn như bây giờ tôi có hai cái hình như này, tôi chỉ muốn xuất lấy một cái thôi đúng không? Ví dụ nếu như mà tôi xuất cái thằng này thì tôi chọn nó đó, sau đó thì chỉ việc là chọn export này, để ý xem là cái tùy chọn selected only này đã bật hay chưa đấy, và sau đó thì chọn cái kiểu đuôi xuất ra đấy. Mặc định thì mình có thể xuất rất là nhiều dạng đó, đây này CMX thì là định dạng của Corel. Ở cái này thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta là cũng bớt đi được những cái chuyện mà lùng cùng là mở ở phiên bản thấp hay cao đó. Két các bạn có thể xuất ra dạng két này đây, dạng mà có thể dùng chung đây này, IPS đúng không? Thì cái dạng này thì Photoshop cũng mở được, Illustrator cũng mở được, Corel cũng mở được, InDesign cũng mở được, ví dụ như thế là cái dạng IPS nhé. Cái dạng mới mà tôi vừa nói đây, SVG đây đúng không? Thì cái dạng này thì nó nửa vector, nửa ảnh. Đấy. Và đặc biệt là cái thằng này là chỉnh thì như vector nhưng mà vẫn có thể xuất được lên trên, xuất được lên xem trên web. Đấy, trước đây là web nó chỉ chấp nhận dạng ảnh thôi. Nhưng bây giờ thằng này là có thể là chỉnh như vector nhưng mà vẫn xuất lên trên web được. JPEG thì thôi không nói rồi, nó là xuất ra ảnh rồi đúng không? Illustrator này đấy. Thì đấy, hoặc là trong một số trường hợp thì các bạn có thể là xuất sang dạng gì đây nhỉ, ví dụ như là dạng PDF. PDF thì nó để sẵn cái tùy chọn đây rồi, tức là bấm vào đây là mình xuất thẳng ra PDF luôn, hoặc là nếu cần thì tìm ở đây file này, đây publish PDF đây, thì các bạn cũng có thể là chọn các lối như thế này. Đấy, thì bây giờ mình chọn thử một kiểu nhé, và chọn thử cái kiểu là SVG như tôi vừa nói nhé. Export này, mở ra này, chọn là SVG này. Bây giờ cái này nó tên là tim đỏ nhé. Ví dụ thế. Bây giờ các tham số cứ để nguyên đi, không có phải lằng nhằng gì cả, ok đi. Đó. Bây giờ mình sẽ xem này có mở được không này. Đâu nhỉ, vừa nãy mình xuất đi đâu nhỉ? Desktop. Rồi, ok. Đây. Nhìn thì các bạn lại thấy ngay là nó là biểu tượng của trình duyệt rồi đúng không? Mở ra, đây thấy không? Nhưng mà nó vẫn là vector, vẫn chỉnh được, vẫn mở được trong cái môi trường gốc mà đã tạo ra cái này. Nếu mà bây giờ tôi lại mở nó ở đây thì sao? Mở trên trình duyệt ngon lành như là một bức ảnh đó, mở trong Illustrator hoặc là Photoshop nhá. Các định dạng này là định dạng nói chung là linh hoạt, định dạng mới, nói có lẽ là nên làm việc nhiều với thằng này này, tại vì nó rất là tiện. Ngoài môi trường phổ thông thì bây giờ có thể đẩy thẳng nó lên trên môi trường web được. PDF thì cũng thế, PDF có thể mở được trên trình duyệt app, cũng có thể là mở trong các chương trình chung chung, ví dụ như là Sổ cũng mở được PDF, Corel cũng mở được, InDesign cũng nhập được, và nhiều chương trình có thể là làm việc được với cái tình trạng đó. Thì thằng SVG này là một dạng tương đối mới, nhưng mà nó rất là thuận là cái chuyện này, có thể mở được nhiều nền tảng khác nhau. Và điều quan trọng là mở trong cái chương trình mà ảnh thì nó được xử lý như ảnh, mà ở trong trình vector thì bản thân nó gốc là vector thì vẫn chỉnh được.
Đấy. Thì ví dụ như này, tất nhiên là cũng có thể có những cái trường hợp nó cũng vẫn có những cái có những cái lỗi chứ không phải là không. Để xem lại cái gốc nào, cái thằng này là mình bỏ hết đường viền đi chưa nào, bỏ đường viền rồi. Ở đây thằng này vẫn còn cái đường viền này. Thì bây giờ nó chỉ còn cái đường viền của thằng này thôi. Đấy. Thằng này thì cắt mất rồi. Và đây này, trong những cái trường hợp này mình thử xem là nó có chỉnh lý được không. Đấy. Vẫn chỉnh lý được. Đó. Thằng này muốn bỏ viền thì mình vẫn bỏ được. Đấy, tức là nó vẫn hiểu, rất hiểu. Chuyển qua chuyển lại được. Đây, bây giờ chúng ta lại thử xem một cái trường hợp khác nhé. Ví dụ bây giờ bỏ thằng này đi, chuyển theo kiểu tô chuyển đi. Ok, bây giờ xuất thử nhé. Tôi chuyển luôn đó. Đấy, kể cả nó hiểu được nhau luôn thế này, đây là một cái bước tiến mà cực kỳ là quan trọng rồi này. Tại vì là nhiều lúc thì cái thằng tô bệt tô phao thần phin hay là cái nghề thì nó sẽ khác nhau. Đấy, một thằng tôi chuyển với một thằng tôi bệt là khác nhau. Tôi chuyển thì có thể là lỗi, lỗi thì không phải nói lỗi thì không đúng, mà tức là nó sẽ được diễn giải không còn cái cách hiểu giống nhau nữa. Tức là khi mà tôi tô ở trong Corel, tôi chuyển sang một cái dạng nào đó ở Illustrator, hoặc ngược lại tôi làm ở Illustrator rồi tôi sang Corel, thì nó sẽ có những cái mà trên mặt thì nhìn thì giống nhau nhưng mà về về diễn giải là không đúng, đúng nữa rồi. Ví dụ như là một thằng bên này là cả một cái công thức, một cái giải màu tô chuyển này, sang bên kia nhìn bề mặt thì vẫn thế nhưng mà thực ra nó băm nhỏ ra thành những ô khác nhau. Đấy, nó không giải thích được nữa. Để xem nhé, bây giờ chúng ta xem thử một vài cái như này, làm thử một hai cái hình nhé. Ta thử luôn này, ví dụ tôi lấy một cái hình như thế này, bây giờ tôi tô một cái màu, tôi tô một cái màu chuyển này, ví dụ này, bây giờ tôi thêm bớt vào một tí màu, ví dụ như này, bây giờ xuất cái thằng này ra file này. Export này, export as, ví dụ như là mình chọn một cái dạng
đấy là một thứ nhá. Nhưng bây giờ tôi xếp S nó thành một cái dạng Illustrator đi. Phiên bản độ khoảng thấp hơn Save này. Nó sẽ mở ra hộp thoại, nó yêu cầu là xác nhận là cái phiên bản nào. Ví dụ tôi cho lùi xuống cho nó dễ hiểu nhé. Ok đi. Bây giờ mình mở thử nó trong Corel. Đuôi khác nhau nhưng mà các phiên bản thấp thì vẫn mở được. Chéo. Đây, nó mở ra, nó mở được. Bấm vào đây. Ta xem thử xem cái công cụ tô, công cụ xử lý thì nó như thế nào. Vẫn được, đó. Thằng iLoop đưa sang thằng Corel thì bây giờ vẫn có thể hiệu chỉnh, vẫn hiểu. Ok, thằng này thì không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà bây giờ thằng Corel, bây giờ ta lại làm thử của thằng Corel nhé. Tô chuyển này. CBS này. Hạ xuống phiên bản thấp thôi. Để thằng kia có thể mở được. Bây giờ chúng ta mở thử nó trong này nhé. File này, open này. Tìm cái thằng file Corel vừa rồi. Đâu nhỉ? Đây. Bây giờ nó lại không cho mở. Mấy phiên bản gần đây cho không cho mở trực tiếp nữa rồi. Kể cả hạ phiên bản xuống cũng không cho mở nữa rồi. Đấy, nếu thế thì mình sẽ phải buộc lòng là xuất theo kiểu kia. Đó. Và xuất theo kiểu kia thì vô tư, nó hiểu được nhau và nó vẫn có thể duy trì được cái sự hiệu chỉnh. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà nên xuất. Cứ chọn những cái định dạng nào mà nó chấp nhận rộng rãi. Đấy, nó như là một cái phương tiện gọi là trung truyền tài liệu. Càng tiếp cận được với nhiều chương trình, càng được nhiều chương trình nó support, nó hỗ trợ mở thì càng nên dùng cái loại đấy. Đấy, thì cổ điển nhất trong các dạng cổ điển thì là để ở cái dạng EPS. Đấy. Thế sau này gần đây thì độ khoảng trong vòng độ khoảng 5-7 năm gần đây thì bắt đầu có thể chấp nhận, sau khi mà thằng PDF nó cải tiến cải lui thì PDF cũng là một cái định dạng không tồi đấy. Và gần đây nữa thì sát gần đây nhất thì có cái SVG đấy, các bạn có thể chọn giữa mấy cái đấy đều được cả. Nó thuận nhất là mở được bằng nhiều chương trình. Cho em hỏi thêm một cái. Em bình thường là em muốn thiết kế một cái cuốn cắt đô. Cái dự kiến của em là một cuốn cắt đô tầm 24 trang hoặc là 30 trang chẳng hạn. Nó là dạng trang A4. Khi mình in ấy, mình in thì ghép vào tờ A3. Thì mình nên theo cái quy trình mình làm như thế nào để cho nó thuận tiện trong cái quá trình thiết kế này, quá trình in ấn ấy. Thì làm luôn trên A3. Làm luôn trên A3 và đặt
từng cái khung một làm sao cho nó vừa với lại các khổ A4. Nhưng như thế thì bạn phải tính được cái chuyện xoay tay. Phải tính được cái chuyện là nếu mà sau này tăng giảm số trang. Bạn sẽ phải tính được cái, nhưng mà bạn làm trên Corel này á? Vâng. Làm cũng được, nhưng mà thực ra nó không thuận tiện bằng các cái chương trình mà nó mang tính chuyên nghiệp. Còn làm được. Đấy. Tính khổ mở đôi ra thì mình sẽ phải làm cái khổ mà lớn luôn, tức là A3 luôn đúng không? Thế mà đặt cái khung để biết được là bên nào là bên trái, bên nào là bên phải. Thế còn cái tính số trang thì thực ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Bạn chỉ cần lấy một cái tờ giấy bạn gập lại xong rồi bạn tính một tí là nó sẽ ra số trang thôi. Xong để nếu mà khi mà mình in ấn thẳng thì Corel hoặc Photoshop hay PDF chẳng hạn ấy, thì mình sẽ chuyển vào chế độ in A3 ấy. Ừ. Thì mình nên là vẽ trên A4 hay vẽ trên khổ A3 để máy hơn. Tại vì cái A4 thì mình sau này mình có thể luôn chuyển mình in ở dạng từ A4 cũng được, mà mình in ghép vào thành A3 cũng có thể được. Tôi chưa hiểu lắm cái câu hỏi đấy, tức là bây giờ bạn muốn là thiết kế A4 trong từng trang một trong A4 đúng không? Và sau đó thì đến lúc ghép thì bạn sẽ mở cái A3 ra bạn đưa vào. Đúng rồi, ví dụ như mình tạo ra một cái khung A3 xong thả hai thằng A4 vào trong cái khung A3 đấy. Thì xuất ra cái dạng A3 để in chẳng hạn. Thì mình có nên làm như thế hay không? Ok, xem thử xem có dùng được cái phương cách này không nhá.